Thấy nè, khi một cái hình mà mình thấy cái chuẩn RGB nó làm cái hình màu của mình chuẩn RGB thì nó sẽ do ba cái kênh hợp lại. Thì chúng ta sẽ mở channel, giả sử như tắt thì ta vô phần Windows để chọn channel, là kênh. Thì trong kênh này nó gồm có thứ nhất là ba kênh hợp lại tức là RGB nó ra hình này. Còn riêng từng kênh như kênh màu đen nó ra màu đen này. Kênh red là kênh đỏ nè, kênh xanh nè, kênh vàng. Bây giờ giả sử chỉ kênh đỏ và kênh xanh thì nó ra vậy. Nó thiếu một màu xanh kia đúng không? Ba kênh hợp lại thì nó mới ra được cái hình đẹp như thế này. Đó thì mặc định ban đầu là như vậy. Bây giờ để tạo ra cái hiệu ứng cho cái ảnh này, chúng ta sẽ tạo thêm một cái kênh mới. Ví dụ đây, ta sẽ chọn cái kênh mới là New Channel. Chúng ta đặt tên nào cũng được. Ví dụ mình đặt tên là cái khung hình. Nó sẽ nằm dưới đây đen thui à. Màu đen nè. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có thể cho nó một cái màu trắng đây. Giờ tôi chọn đây nha, tôi tô nó, ví dụ như delete này ra màu trắng đúng không ạ? Rồi để chọn nguyên cái này, nguyên cái khung này, tôi sẽ vào bên trong cái hiệu ứng này. Ví dụ như tôi cho nó cái hiệu ứng distort, tôi cho nó sắc thử nha. Rồi các anh em coi nè, ví dụ nó bẻ ra như thế này. Nó hơi xéo lên vậy nha. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm nhận D nè. Tôi bỏ chọn đi. Tôi trở về cái lớp RGB. Sẽ tôi trở qua cái lớp này. Ví dụ trên lớp này, tôi sẽ new một cái lớp mới. Hoặc là tôi sẽ dùng ngay cái ảnh này luôn cũng được. Tôi copy xuống đây một lớp. Sẽ được sử dụng trên lớp dưới khỏi bị sai. Tôi thí nghiệm cho anh em thấy đây. Bây giờ từ đây nè, chúng ta sẽ load một cái, ta tắt tạm thời bên dưới nha. Ta để đây, ta load một cái vùng chọn hồi nãy ta tạo, ta chọn load selection. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái gì, khung hình, tên channel đây nè, chính là cái tên mà ta vừa tạo hồi nãy. Chúng ta nhấn ok thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái gì, chúng ta một cái bo viền như thế này. Cái kiểu là kiểu như kiểu kia, nghĩa là cái phần trắng á, nó sẽ được load lên thành vùng chọn. Chúng ta sẽ lấy ngược lại là chiếc F7 chẳng hạn đây nha. Chúng ta bị cho feeder cỡ dự như 5 pixel. Bây giờ chúng ta thử delete thử nè. Đó thì rõ ràng là nó tạo cho chúng ta cái kiểu khung viền như thế này đúng không ạ? Đúng không? Rõ ràng tạo ra kiểu khung viền như thế này. Bây giờ trường hợp khác, ví dụ như anh em muốn tắt này đi nha, anh em muốn tạo ra một cái khung viền mà giờ chúng ta sẽ cho cái màu mới trên đây. Ví dụ đây ta chọn màu xanh chẳng hạn, khung viền màu xanh này. Chúng ta sẽ ví dụ chúng ta sẽ tô đen ở đây, chúng ta sẽ lót vùng chọn vô nha. Ta chọn đây là khung hình và ta lấy invert ra ngoài luôn. Ngay đây ta thấy invert luôn, khỏi cần xíu 7 cũng được. Nó cho phép invert nè. Thì nó tạo vùng chọn ngược này, giờ chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu. Đấy, thì rõ ràng ta tạo một cái khung viền theo kiểu là theo kiểu của channel này đây. Màu trắng tức là cái màu gì? Màu trắng tức là cái màu mà sẽ tạo ra vùng chọn. Màu đen là màu không được tạo vùng chọn. Đồng ý không? Đồng ý không ạ? Đó thì chúng ta sẽ tạo như thế thì nó sẽ ra cho chúng ta như thế này. Bây giờ một ví dụ khác. Giả sử cái channel này tôi lại đổi. Tôi nhấn Ctrl A. Tôi lại tô đen nó đi. Bây giờ tôi sẽ tạo như thế này đây. Dù tôi vẹt dùng cái cọ nè. Tôi để màu trắng lên trên. Tôi cho này 100% chẳng hạn. Tôi có thể quẹt như thế này. Như thế này, như thế này nha. Rồi bây giờ tôi cho hiệu ứng vậy nha, anh em đã thấy nè, tôi cho hiệu ứng noise nha. Tôi đồng quạt tiếp chỗ này. Giờ tôi sẽ dùng tiếp hiệu ứng nữa, ví dụ như distort, tôi dùng hiệu ứng là cái này đi ha, cái này hiệu ứng của nước đi. À, nước như thế này nha. Thì anh em thấy cái hiệu ứng này không? Bây giờ tôi trở qua phía bên đây. Bây giờ ví dụ tôi sẽ cho một cái lớp mới, new một lớp mới như thế này. Rồi mình sẽ load vùng chọn kia vô. Ví dụ tắt này đi, chúng ta sẽ load vùng chọn kia vô. Bằng cách tạm ta sẽ chọn selection, load selection. Còn nếu không thì anh em có thể làm cách nhanh, tôi chỉ một cách nhanh hơn. Ta chọn channel nha. Chúng ta giữ control này.
chúng ta click vào trong cái channel mà chúng ta đang có đó, nó sẽ tạo một chọn cho chúng ta, đúng không? Và giờ chúng ta trở về phía bên đây chẳng hạn, chúng ta nhấn shift F7 lấy ra ngoài nè. Bây giờ giả sử chúng ta delete cái tô cái chỗ này, cái màu này nha, nó tô nó đi đó. Thì các bạn thấy như sao, chúng ta vừa tạo ra một cái khung, mỗi khung viền cho ảnh bằng cái kiểu channel, đúng không ạ? Đúng không? Đó, thì tất cả những cái này chúng ta làm hoàn toàn bằng thủ công và với hiệu ứng của channel. Mục đích channel, xin nhắc lại, cái màu đen là cái màu không được chọn, màu trắng là cái màu sẽ được tạo vùng chọn. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ coi để ý nè, chúng ta coi màu trắng này sẽ hình thành vùng chọn nè, màu đen là cái màu không được chọn, đúng không? Nhưng mà do chúng ta làm nghệ thuật, chúng ta làm khéo á, thì cuối cùng chúng ta sẽ tạo được cái gì? Ủa channel, nghĩa là cái lớp ảnh có hình dạng như kia do mình tạo nè, nó mờ mờ đi nè, mình tô đi thì nó sẽ phủ lên trên lớp ảnh một cái khung như thế này, đúng không?